bí quyết kiếm bộn tiền của chàng trai Mỹ nuôi 57 máy bán hàng tự động. Quinn Miller đang sở hữu 57 máy bán hàng tự động, thu về trung bình 30.000 USD, tương đương 715 triệu đồng mỗi tháng. Bài viết là chia sẻ của Quinn Miller với CNBC, trước đại dịch tôi làm việc tại một startup về công nghệ quảng cáo ở California và kiếm được 240.000 USD mỗi năm bao gồm cả hoa hồng bán hàng. Tuy nhiên, khi Mỹ áp dụng phong tỏa vào tháng 3 năm 2020 để chống dịch, nhiều khách hàng của chúng tôi là nhà bán lẻ nhà hàng phải tạm dừng hoạt động dù đã làm việc chăm chỉ nhưng tôi không thể đạt được chỉ tiêu bán hàng. Mùa xuân năm đó, tôi đọc trên Twitter về một người kiếm được thu nhập thụ động bằng cách đặt máy bán hàng tự động trong các tòa nhà văn phòng. Thông tin này ngay lập tức khiến tôi quan tâm đến tháng 6 và sau đó là tháng 7. Tôi mua hai máy bán hàng tự động với giá 5.000 USD để kiếm thêm thu nhập. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra chậm chạp nhưng tôi vẫn hy vọng có thể mở rộng quy mô kinh doanh. Tôi quyết định bỏ công việc toàn thời gian vào mùa hè năm đó để tập trung toàn bộ thời gian công sức cho việc kinh doanh này. Tôi rất vui vì đã mạo hiểm. Bây giờ, Tôi có 57 máy bán hàng tự động nằm dài rác khắp thành phố và thu về trung bình 30.000 đô mỗi tháng. Trong 2 năm qua, tôi đã chi khoảng 160.000 USD để mua máy móc dòng tiền luôn dương và tôi không có nợ. Để vận hành chúng, tôi chỉ phải làm việc sau tới mỗi tuần. Thời gian còn lại tôi dành cho những dự án khác như công việc tư vấn trực tuyến hay tìm các địa điểm đắt máy mới. Dưới đây là quy trình gồm 5 bước của tôi về cách bắt đầu kinh doanh máy bán hàng tự động. Tìm vị trí đắc địa đối với địa điểm đầu tiên, tôi liên hệ với một người bạn có bố là chủ một cửa hàng cơ khí, cửa hàng có 10 nhân viên và chỉ bán được 181 USD giá trị sản phẩm trong 3 tháng đầu tiên. Địa điểm thứ hai của tôi là trong một tòa nhà trung cư. Chỉ trong tháng đầu tôi thu được 1.200 USD, tôi nhắm mục tiêu các tòa nhà có nhiều nhân viên hoặc người qua lại. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các doanh nghiệp trong một khu vực trên Internet, sau đó hãy nói chuyện với chủ sở hữu hoặc ban quản lý để đặt máy bán hàng tự động mua máy chất lượng tốt. Tôi mua chiếc máy đầu tiên trên Zalí với giá 1.000 USD. Ngoài ra, tôi còn mua một số chiếc được giảm giá trên ốc Facebook và Facebook Marketplace, tuy nhiên, đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc. Tôi nhận thấy rằng mua máy mới thông qua nhà cung cấp địa phương sẽ đáng hơn, dù một chiếc thể có giá lên tới 4.000 USD. Chúng có chất lượng tốt hơn và cần bảo trì ít hơn. Đối với những người bán hàng lần đầu. Tôi khuyên bạn nên mua máy bán đồ uống xếp chồng, nó chứa từ 6 đến 10 loại sản phẩm, đồng nghĩa với việc bạn có thể đánh giá được loại nào bán chạy, tôi chỉ mua 3 loại máy bán hàng tự động. Mua đầu đọc thẻ tín dụng không phải tất cả các máy đều có đầu đọc thẻ tín dụng, vì vậy tôi đã mua thiết bị này ngay từ máy bán hàng tự động đầu tiên, chúng có thể có giá lên tới 399 USD, nhưng rất đáng giá. Đầu đọc thẻ hiển thị cho bạn doanh số bán hàng thông qua trang web và ứng dụng của họ nghĩa là bạn không cần phải trực tiếp đến nơi đặt máy để xem các thông tin trên. Đầu đọc thẻ tín dụng cung cấp cho khách hàng một tùy chọn thanh toán thay thế. Đừng để việc kinh doanh thất bại chỉ vì khách hàng không có sẵn tiền mặt để thanh toán một điều quan trọng. Khách hàng là người chịu phí liên quan đến việc dùng thẻ tín dụng chứ không phải người bán thuê người vận chuyển máy bán hàng tự động rất nặng và nguy hiểm khi di chuyển vì vậy bạn nên thuê người vận chuyển chuyên nghiệp để chuyển máy tới địa điểm và lắp đặt nó. Chi phí của việc này rơi vào khoảng 100 đến 150 USD. Mua sản phẩm từ cửa hàng bán buôn, tôi có một nhà kho rộng 2.000 mét vuông. Tôi thường mua sản phẩm với số lượng lớn vì được giảm giá nhiều hơn hẳn. Tùy thuộc vào danh mục sản phẩm của bạn, chi phí để lắp đầy một chiếc máy là từ 250 USD, 1.000 USD. Ngoài ra, khi quyết định bán hàng, hãy bắt đầu với những nhãn hiệu phổ biến, dễ nhận biết nhất. Đừng quên thường xuyên kiểm tra sản phẩm nào bán chạy và không bán chạy để điều chỉnh cho phù hợp. Mục tiêu là giành được tỷ suất lợi nhuận từ 50% đến 70%. Tôi thích việc là chủ sở hữu máy bán hàng tự động. Vấn đề lớn nhất của tôi là khe nhé su thỉnh thoảng bị kẹt. Tuy nhiên, tôi sẽ không vì vậy mà đánh đổi lấy những căng thẳng từ công việc toàn thời gian trước đây. May Azay cũng là một người kiếm được thu nhập thụ động đáng kể từ kinh doanh máy bán hàng tự động. Sau khi tốt nghiệp đại học vào tháng 5 năm 2020, cô vô tình tìm thấy Marcus Ram, người bán khóa học về cách bắt đầu kinh doanh máy bán hàng tự động một tháng sau, Maya khởi nghiệp với máy bán hàng tự động và trường đại học cũng là khách hàng đầu tiên của cô. Cô gái Genji sở hữu FIC Vending, công ty vận hành máy bán hàng tự động tại nhiều tòa nhà trong 6 tháng đầu năm nay. Maya đã kiếm được 33.000 USD. Tổng doanh thu mà cô đạt được từ khi ra mắt là 119.200 USD.